Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Nam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị cây thuốc có tên gọi là tam thất lam hay nhiều nơi khác còn gọi là tam thất gừng. Tam thất lam hay tam thất gừng là một loại cây thuốc thuộc họ gừng và nó được sử dụng cho trường hợp phụ nữ sau sinh bị thiếu máu rất tốt. Trong cái video này, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết công dụng cách dùng của vị tam thất lam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tam thất lam hay còn gọi là tam thất gừng thuộc họ gừng, nhiều nơi khác còn gọi là ngải lam ông, hương tam thất, cái tên tam thất lam tức là cây được trồng ở Việt Nam. Về khu vực phân bố, cây mọc hoang ở tỉnh miền núi phía Bắc, hiện nay đã có nhiều tỉnh trồng cây thuốc này như Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, v.v. Về bộ phận dùng nấm thuốc, bộ phận dùng nấm thuốc của tam thất lam là củ tam thất. Vì củ tam thất lam có một đặc điểm rất giống với củ tam thất Bắc, và nó chỉ khác nhau là tam thất lam nhẵn, tam thất Bắc thì sần sùi, nhiều nhánh. Củ lại rất cứng nên còn gọi là tam thất lam. Về các đặc tính điều trị bệnh, dược tính của tam thất lam không bằng tam thất Bắc. Tam thất Bắc thì là một loại cây thuộc họ nhân sâm. Về cách chế biến và thu hái, cây được thu hái vào tháng 10 hàng năm, củ được thu và phơi khô làm thuốc. Củ tam thất lam rất cứng, củ nhẵn chứ không sần sùi như tam thất Bắc. Về công dụng của tam thất lam là một vị thuốc có vị đắng nhẹ, có tính bình, có tác dụng rất tốt cho bệnh phụ nữ. Sau đây là một số tác dụng quý mà chúng tôi thống kê cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là điều trị chấn thương, phong thấp, đau nhức xương khớp. Thứ hai là điều trị thổ huyết, chảy máu cam, kinh nguyệt quá nhiều. Thứ ba là điều trị trùng độc cắn, rắn cắn. Thứ tư điều trị hành kinh, chậm kỳ, máu xấu, lởn vởn không tươi. Thứ bảy điều trị ăn kém, tiêu, lôn đầy. Thứ bảy điều trị phụ nữ kinh nguyệt không đều, loạn kỳ, vòng kinh dài ngắn không chừng. Vậy thì những đối tượng nên sử dụng tam thất lam là những ai? Thứ nhất là những phụ nữ sau sinh, dòng huyết kéo dài, kém ăn, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi. Thứ hai là dùng cho bệnh nhân phong thấp, đau nhức xương. Thứ ba là dùng cho phụ nữ kinh nguyệt không đều. Thứ năm là người bị chảy máu cam. Thứ sáu là người bị rắn độc cắn. Vậy thì cách dùng và liều dùng tam thất lam như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi, khi dùng quý vị và các bạn có thể tán bột, dùng ngày từ 4 đến 5 gram, ngày uống 2 đến 3 lần. Và vị thuốc trên không dùng ngâm rượu vì rượu sẽ làm mất đi dược tính của vị cây thuốc này. Và hiện nay có một tật xấu là hầu hết cây nào người ta cũng đem ngâm rượu, nhưng chúng tôi xin lưu ý với quý vị và các bạn trừ cây tam thất lam. Vậy thì quý vị và các bạn có thể mua tam thất lam ở đâu, địa chỉ nào bán tam thất lam uy tín? Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, hiện tại Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 có cung cấp sản phẩm tam thất lam có nguồn gốc từ Việt Nam. Nó có nguồn gốc tự nhiên, được thu hái ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Và quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi có gửi hàng trên toàn quốc. Nếu quý vị và các bạn ở xa thì Lam Dược Nguyễn Thi sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện thông qua dịch vụ COD, tức là quý vị và các bạn nhận hàng tại nhà và thanh toán tại nhà. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn công dụng, cách dùng của vị tam thất lam hay còn nhiều nơi khác còn gọi là tam thất gừng. Và tôi xin dừng cái video này tại đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video hay, bổ ích thì vui lòng giúp tôi chia sẻ cho bạn bè, người thân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ các cái video mới nhất. Xin chào và chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị các bạn có một sức khỏe tốt.